mấy anh em hậu tống rồi hai cha con gặp nhau rồi từ ấy giờ anh gặp bạn bé nhìn có khác gì không? Không, cũng bình thường, cũng bình thường ha. Nghe đó chị cứ nói lên đi. Nói chung là mặc dù là mẹ kế nhưng mà mẹ đây là cũng rất là yêu thương em giàu ha, mẹ em giàu cũng rất là yêu thương mẹ luôn. Rồi ba bé tới nè cô chú anh chị. Nó bây giờ đưa về tới nơi rồi nè. Đi vô nhà đường nào anh? Vô đi bộ được không? Mấy trăm mét. Xa không anh? Mình lại bộ vô ha. Rồi thôi mình đi bộ luôn đi. Đi 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 đi. Hả? À, con đi luôn đi, con đi. Rồi cuối cùng thì bé giàu cũng đã về về tới nhà của cha. Thì bây giờ mấy anh em cũng đã đưa bé vào về tới nhà sau 6 năm thất lạc. À, đi đường này luôn ha. Chú nhà đi giờ cái. Lâu 6 năm rồi không gặp rồi đó. Nhanh. Hai con vô. Ba còn trẻ quá ha. Ừ, ba còn trẻ quá. Anh em mấy mươi tuổi rồi? 40. Anh 40 hả? Không biết chú anh chị ơi. Bây giờ cũng khó khăn lắm. Đây là đi nhà đường nhà cũng ơi ơi, sao đường anh lên hôm bữa kia lên quá trời. Sao 6 năm thất lạc cha. Cũng khỏe, cũng bệnh đau hoài. Trời con hả? Kìa kìa ai kìa ai đón kìa. Kìa. Con nhỏ đó. Cô nãy đi nhở. Đó, chú chị ơi. Thì anh chào cô. Đây cậu nhỏ chú chị ơi. Nhỏ người ra lớn. Dạ con ở Sài Gòn. Dạ ở Sài Gòn đưa về. Có tầng cao sao cũng bỏ bắt hai đứa con bị đánh rồi con mới chạy quá đi xuống chưa đâu cũng từ ngày xuống rồi đi thẳng qua cái chùa mã là tới lúc chạm luôn qua chùa mã là tới có đi qua rồi không không trời bà con ra đấu đông tới nhà rồi. Ủa cái nhà này là cái cu su đó là hả? Cái su ở dưới cái tủ em. À. Thì em về lên ở là. Quá trời bà con nhà đón quá trời luôn. Luôn hả? Con đứng lên nói chuyện ở đây. Đi đứng lên nói chuyện ở đây. Ngồi đứng ở đây. Hết biết rồi. Quá trời hàng xóm luôn đây kìa. Nói chuyện lớn lên. Bà con vui quá trời. Mừng quá hả? Mừng ôm cha đi. 6 năm không gặp cha thì nói đi. Sớm rồi. Ngày sớm mình nhà đi. Anh có muốn nói gì không? Sao mà 6 năm thất lạc con? Bởi vì em đã thôi cho cái người thím bả cho ăn vào cho bả rồi. Dạ. Em đâu có nói gì để nói nữa. Nhưng mà nhớ thì nhớ. Nhưng mà bây giờ ông bả không có con á. Rồi em mới cho bả. Nhưng mà bả kêu em làm giấy tờ cho bả nhưng mà em không làm giấy tờ gì hết á. Em chỉ hứa cho thôi. Cho đặng săn sóc cho ông bả. Nếu mà nó gỡ nuôi thôi. Nếu mà sau này ông bả có mất đi nữa thì nó mới muốn về đây thì nó về, còn không về em thì nó đi đâu nó đi về nữa.
thì anh cũng vô tình xem được cái đoạn video của mấy anh em đăng tải đúng không? Đúng rồi. Anh mới nhận ra là con của mình. À, anh mừng không? Mừng. Dạ, mừng hai cha con ôm nhau cái đi. Anh không có về, anh không có về thăm con anh. Cha con không. Không, bởi vì em biết nó có ở với ông ngoại nó thì ông ngoại bà ngoại nó cũng lo cho nó được rồi. Dạ, dạ em không có nói lui. Dạ. Thì anh cho em hỏi là cái khi mà anh nhìn được cái đoạn video đó, anh nhận ra là người con gái của anh, trong cái lòng của anh, lúc cảm nghĩ của anh lúc đó là như thế nào? Thì em cũng rất mừng, rồi em cũng đâu có biết lên cái này đâu, rồi em nhờ cái chị Út ở dưới đó, rồi hướng dẫn lên trên đây mạng nè, rồi mới biết số của mấy các anh rồi đó. Con giống mà miệng giống hả? Con chính á hả? Thôi mình vô nhà đi. Mình tới tiếp tục vô nhà đi. Đi lên ngay thôi. Lên ngay thôi, tâm sự đi. Hai cha con tâm sự cho nhau đi. Trọng thôi, đỡ mua giỏ đây là sống vợ bắt đầu của anh em của Hồ Giang đi rất là chồng họ mẹ vợ Hồ Giang quay là ở phía trước là thấy dừng hậu xong nha bà con ba chục thằng cả người dân cũng rất năm bạn quá trời, trời ơi bà con kìa con quá trời đông sớm cả sớm kéo lại chung vui. Trời ơi bà con quá trời ơi, bà con kìa. À, vô 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 anh em ơi, vô nhà đi, vô nhà, người nhà đang đón nè. Quá trời cô chú anh chị ơi. Gần 50 người luôn á cô chú. Sớm luôn. Dạ thì hiện tại thì hai cha con đã gặp nhau rồi cả nhà. Thằng sớm kéo đến để chung vui rất là nhiều luôn. Mình sẽ quay lại làm cho nha. Mấy anh em hậu tống rồi hai cha con gặp nhau rồi từ ấy giờ anh gặp bạn bé nhìn có khác gì không? Không, cũng bình thường, cũng bình thường ha. Em gặp lần này nữa là cũng như là thấy nó ốm thôi. Ốm ha. Ổng ra mà từ mùng năm tới giờ rồi đâu có ăn uống gì đâu. Hồi sáng giờ em hỏi gì ăn gì chưa, nó con ăn không vô. À, thì em thấy em bây giờ hết hồn. Nó thì hổm gà anh có nghe cái câu chuyện của con anh không? Không rồi đó, em đâu có biết. Thì thấy người ta coi biết bao nhiêu rồi đầu quay cho em coi làm thấy hình con gái của em á. Dạ. Rồi em mới giật mình. Dạ. Mới ủa sao con gái có chồng rồi mà này kia kia nọ gì đó. Dạ. Đây là gì đấy? Hả? Ủa cái nhà này đây hả? Đâu con. Trời ơi cái nhà này đây hả? Cái nhà này đây. Trời ơi. Cái này là cái nhà đây hả? Cái này mà cái nhà hả? Ba người đứng gần nhau. Ôi cái nhà đây. Ôi cái này đâu phải cái nhà. Anh chị là không có đất luôn hả? Không. Em mở dòng họ là con rồi, con vợ đó. Trời ơi. Kệ chị ra hai chị em nè. Đưa vô hết đi. Đó, hai chị, ba chị em, rồi hai đứa con. Em của con. Hai đứa nhỏ gì đây? Hai đứa cũng đi lúc chút xíu rồi. Giờ mới lớn vậy. Hai đứa chút xíu rồi giờ lớn rồi ha. Bây giờ đi bán vé số rồi hả? Gặp chị hai về mừng không tụi con? Hả? Mừng không? Mừng ôm chị hai miếng đi, ôm hôn chị hai miếng đi. Làm gần không? Bé nó khóc hôn rồi. Cô chú anh chị thấy cái ngôi cái nhà của cha của cháu nè. Dạ dạ quý cô chú anh chị ở nhà. 6 7 năm không gặp lại và gia đình đoàn tụ rồi nè, cô chú anh chị ơi. Rồi người mẹ như là cũng gừng nước mắt luôn đó. Chị có muốn nói chị, gì chị xúc động cảm động gì đó chị cứ nói lên đi. Nói chung là mặc dù là mẹ kế nhưng mà mẹ đây là cũng rất là yêu thương em giàu ha, mẹ em giàu cũng rất là yêu thương mẹ luôn. Dạ nói chung là mẹ thì bả dạng như là bả cũng đi bán gì mà bả có tiền, lúc em còn nhỏ là bả hay cho tiền em lắm, bả không có nhiều nhưng mà 100, 200 nghìn là cứ đem cho hoài vậy đó.
Rồi bây giờ mình ngồi xuống đó đi. Ngồi xuống đi. Dạ. Rồi để nó chuyện hơn. Cầm máy lấy đèn không em? Đi bán cái số hết trơn. Dạ, cái gì? Mấy anh em ơi. Gom lại anh cho anh em muốn dự định là muốn vô nhà cấp ban đầu nhưng mà khi mà đến thật sự biết hoàn cảnh anh chị căn biệt quá nhỏ cho nên anh em không có muốn chị ơi thì thật sự là mình không nghĩ cái này là không nghĩ luôn á, không nghĩ tới luôn á. Chị sống trong ngôi nhà mà tạm bợ như thế này, nghe bà con đây cũng chia sẻ là ở đây là mình ở chợ đầu hả anh chị. Thì Hậu Giang cũng đại diện Quý Mạnh Thường Quân giấu tên gửi cho anh chị 500 ha. Dạ. Không nghĩ tới luôn. Ở căn nhà này 4 người đó ha. Còn bán bữa được nhiêu tờ giấy số con gái? Trăm mấy. Hai đứa bán trăm mấy ha. Dạ. Ông bà mấy mẹ con. Tuổi chị? Dạ. 7 tuổi. Cái kia cái 10 tuổi này và 7 tuổi. Hai bé nhỏ nó biết chị nó không? Không, con nhỏ lớn nhỏ thì nó biết. Con nhỏ xíu không biết. Vẫn còn ấn tượng ha. Ôi. Nói chung mà vừa vui mà vừa buồn. Mà khóc buồn rồi kìa. Không, tụi em lúc mà đưa cháu về đây không có nghĩ là anh ở cái nhà này luôn á. Mình nghĩ là anh có nhà có cửa đàng hoàng chứ đâu có nghĩ là một cái căn liều như thế này, rất là sót luôn. Cái này là đất là mình thuê hả anh? Không, đất của dòng họ bên vợ. Dạ. Trước giờ là anh chị cũng không có dành dụm được mà để mà mua một cái miếng đất nhỏ nhỏ gì hả anh chị? Đó giờ hai vợ chồng quen nhau rồi đi làm mướn làm thuê cho người ta. Dạ. Cho nên là 5-6 năm mà không có đi gặp con là phải rồi. Vô thấy căn nhà thật là bất ngờ quý cô chú anh chị. Anh chị hàng ngày làm nghề gì? Không đi làm lúa, còn vợ thì bán vé số. Một ngày chị bán được nhiêu tờ vé số cho chị? Trăm rưỡi. Rồi hai đứa con nhỏ của chị còn đi học không? Con nhỏ này đi học, còn nhỏ lớn đi học. Lớn, con lớn của chị với gái nó là áo đỏ, nó là mấy tuổi rồi? 10 tuổi chị. Chị cho học lớp mấy cháu nghỉ rồi chị? Nó không có học luôn. Không có đi học luôn hả? Nó không chịu học, chịu hành vậy. Sao anh chị không la gầy để cho đi học, cho biết cái mặt chữ cho nó. Cũng tạo điều kiện cho nó đi học mà nó không đi. Rồi, sót dữ vậy nè. Nói chung là mới ba lớn rồi biết cho suy nghĩ cho cha, cho mẹ nữa. Mới 10 tuổi thôi. Bây giờ tối rồi, bây giờ là anh em tính sao? Anh em tính là bây giờ về em vào, về thăm cha mẹ rồi mình chở em vào qua bển luôn nha. Mấy anh em tính sao? Mình đi luôn trong buổi tối luôn ha. Sao? Liên hệ với bên kia được không? Bây giờ em dạ em liên hệ thì được. Mà bán kén giúp con tìm hai đứa nhỏ về đi ba. Những gì thì qua bển bà nấu cái chuyện gì đây. Hay là ở với ba đêm nay rồi sáng hay đi sớm. Đúng rồi. Hai thằng hoàng bạc rồi coi. Kia nó nhậu xỉn hay kia rồi nữa. Ở đây nó nhậu. Nói cho ba. Chắc ăn đi. Chè. Còn không thì sáng đi sớm. Đi sớm. Sáng sớm thôi. Giờ đây tới 12 giờ đêm. Dạ. Nhậu xỉn rồi bên đây mình kéo qua. Bây giờ tối nay cho hai ta con tâm sự đi, tại vì 6-7 năm xa cách rồi. Khóc hoài luôn á. Anh nói là thất lạc con hả? Không, cũng như là con em cho bà thím bà nuôi rồi sau này em mới bỏ cái sim đó rồi em không liên lạc với con cái gì hết á. Dạ, con bị mất cái số điện thoại của cha là con không liên lạc được nữa. Dạ, rồi con nhiều khi cha cũng có về Kiên Giang mà cha thì không gặp con. Rồi nhiều khi 1-2 năm cái con về mà con cũng đâu có gặp cha được đâu. Trời ơi, gì đó. Dạ. Dạ thì con của vợ có năm trời con bị lạc đi. Thất lạc đi. Đó. Rồi chiều gia đình mình có ăn cơm rồi chưa anh? Chưa. Chưa ăn cơm rồi đợi chị hai vậy hả? Nấu cơm rồi. Nấu cơm rồi đợi chị hai vậy ha. Đâu có nấu hồi sáng mà tới giờ cơm đâu có ăn. Không ăn không? Biết tin là thấy hết ăn vô ha. Có cơm cho tụi em ăn không? Cái nồi của em nhỏ lắm.
mấy anh em mình đông lắm tới giờ mấy đây thấy đại hơi mệt à. Anh chị ở cái căn nhà này bao nhiêu năm rồi anh? Đồng. 2 năm. Hai năm. Anh có thể với nói rõ tên nhiêu tuổi không? Ông em 40 tuổi. 40 tuổi. Còn chị? Chị không biết tuổi. Tại vì mẹ em bả khờ lắm. Khờ lắm. Mẹ không biết gì hết á. Thôi tội nghiệp quá bà con. Tội nghiệp quá. Mẹ em khờ lắm. Còn thôi vậy đi anh ơi. Anh ấy nói anh tên gì? Sang. Sang. Rồi vậy đi anh Sang. Thì tụi em thì đi với mấy anh em. Chủ yếu là đưa bé già ở đây để gặp anh thì cũng như đi. Vậy là nhận lại hai đứa con mà Vũ lấn cấn với bên chồng thôi chứ không ngờ cái hoàn cảnh anh nói là vậy. Thì ánh mắt đầu tiên thì tụi anh em thấy rất là sốt. Thì thôi thì hoàn cảnh anh thì chắc chắn là khó. Vừa thấy cảnh họ tội luôn. Là lo cho mấy cháu nha. Dạ. Dạ. Em gửi chị đại. Cảm ơn Mạnh Thường Quân Hương đã lo cho em được rồi. Thì con không biết. Bác gửi lời cảm ơn đi ra. Gửi lời cảm ơn các cô chú đã giúp đỡ mình đó. Cảm ơn chị Loan ở chị Hương anh chị Hương ở bên Đài Loan. Không ngờ cái căn nhà quá nhỏ bé luôn. Đúng không? Chị giúp vợ chồng em vậy cũng mang ơn. Rồi dạ dạ. Không mà cái ánh mắt đầu tiên khi mình nhìn thấy anh có vẻ thật thà quá. Dạ dạ. Dạ. Là... ba em với mẹ em thật thà lắm, nói chung là mẹ em gì hơi khờ thôi, cái đó là em biết. Còn ba em là có sao nói vậy à. Lúc đầu tưởng hai cha con gặp nhau trong căn biệt thự ha, mà ai về biệt thự dữ quá. Cuối cùng là gặp nhau trong cái căn đi căn liều này. Cái này là mình đứng được chính giữa chứ mình đâu đứng được hai bên hông. Đúng không? Gia đình nè. Nấu cơm có nấu cơm luôn coi cho sáng mai không? Bây giờ gia đình tới giờ cơm chưa? Về chị. Không người cơm mà ăn giờ nào có vậy đó. À, có nghĩa là có, bây giờ gia đình mình có gì ăn đấy. Gia đình. Đây là cô chú anh chị để Mạnh vào nhà quay cô chú anh chị xem cái ngôi nhà nè. Trời ơi Mạnh không thể nào ngờ lúc mà đưa đi để hai cha con gặp nhau của chú anh chị mà không ngờ cái ngôi nhà này luôn á. Trời ơi cầm đũa lên đi. Đó. Mấy gia đình đồng tụ bây giờ ăn cơm nè. Ủa cái xong cơm nhỏ quá sao ăn đủ mini đó, đã nó đi. Em cứ nói đã cái xong mini mà. Ờ xong mini hả? Nè, cầm chén lên. Ngồi vô ngồi đi. Rồi, con vô đi ngồi đi. Đủ đũa không? Đủ không? Đủ lên. Đủ lên. Đủ lên. Lấy đồ đũa nó cái lạnh. À, bữa nay vào ăn cơm ngon này nghe. Ăn cơm gia đình. Quá vui, quá vui. Cảm ơn nhà mà con mini đi. Đâu được cơm mini đâu. Rồi bao nhiêu đó sao đủ rồi. Nhiều người. Vợ chồng con cái, con cá chiên một à. Ngồi kép vào đi cha. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Rồi. Chính xác luôn. Rồi. Đúng rồi đó. Okay. Đó. Đúng rồi. Im đi. Rồi cầm chén lên. Gấp keo rồi. Rồi ngồi luôn. Đủ mang rồi hả? Đủ chén rồi là anh. Đây là một cái bữa cơm đậm bạc ha. Đúng rồi. Đúng rồi. Bữa cơm đậm bạc mà ấm áp mà. Đúng rồi, trang chứa tình thương từ gia đình. Trời ơi, người ăn chén hả? Cái này là chắc nhường nhau rồi. Nhau ăn cơm với gì? Dạ bữa nay con được ba đãi cơm với cá mà con cũng không biết cá gì luôn. Cá chơi. Còn cái đuôi cái đầu đâu tiêu rồi. Cá mịn luôn. Cái đầu ăn rồi buổi sáng rồi. Con mời cô chú anh chị ăn cơm với con. Rồi, với ba. Rồi, mấy ngày nay bây giờ không có ăn cơm đó anh. Từ bữa mùng 5 tới giờ. Mùng 5 luôn á. Gấp đoan bỏ cho gái được anh sáng. Sang gấp đoan này kia vô. Cái ảnh này tên Sang, sanh con là tên Giàu. Rồi khóc luôn rồi. Mà cuối cùng thì hai cha con không có giống như cái tên. Thôi ăn cơm không khóc nha, cố gắng bây giờ vui lên, niềm vui mình sắp nhân đôi rồi. Bây giờ được về gặp cha nè, sau là 6 năm trời này xa cách nè. Lúc đầu giờ mai là mình sẽ gặp con lại rồi.
chai nước mắm vô cho nó mặn chút. Đây là ăn cơm chan nước mắt rồi. Cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Có cá thì con chào đi con. Trời ơi, hàng xóm quyên góp. Để chén đổ gà đi. Không lấy chén thôi. Lấy để vậy sao ăn? Lấy chén đổ cho bà gà ăn. Không có gì ăn đâu. Nhìn tốt đẹp, nhìn cha của cháu Hiền á. Nhìn anh Hiền á. Lấy chén thôi. Có chén nè, có kìa. Cái này quá trời, thấy xót xa luôn cô chú anh chị. Không ngờ luôn á. Người hôm nay người hôm kia. Chị gái này bà Hiền quá ha, bà không có nói chuyện gì hết ta. Chị Hiền quá. Mẹ con bà Hiền lắm, bà Hiền từ đó tới giờ luôn á. Hỏi chị nhiêu tuổi chị không biết nhiêu tuổi không luôn. Không biết à. Dạ, không biết tuổi tội nghiệp quá. Chị bây giờ cháu vào á xuống đây ở với chị có chịu không? Chịu ha. Mà xúc động rồi kìa. Xúc động lúc rồi. Con nhỏ mà năn nỉ con về ở hoài luôn á. Mà son cơm nhỏ quá sao đủ. Mấy anh em YouTube thì không có cá nghe, nồi cơm nhỏ lắm nha. Thôi cơm mình đi rồi mà. Ơi, nồi cơm. Nồi cơm em nhỏ mà nó với mẹ nó ăn được, em ít ăn lắm. Cái này là mình nhường đúng không? Không phải nhựa cũng như là em ít ăn cơm đó. Ít ăn cơm hả? À, vậy là ăn cá không ha? Nguyên ngày nay em không có ăn hột cơm luôn á. Sao vậy, mừng cái gì anh? Nhớ con á. Mừng. Nhớ nữa quay tôi mời mấy anh cũng như làm khỏi với tôi luôn nha, nhà tôi á. Dạ. Nên anh đang nấu rồi. Rồi. Quá êm mày, quá êm mày. Con gái tên gì con? Tên gì? Tên heo hả? Chị. Dám tin bò lắm à. Con tên gì cho nó? Tên gì? Nó lớn lên con. Dạ Ngân. Ngân mấy tuổi rồi? Dạ 10 tuổi. Ăn đi chị, tấu cá ăn đi, ăn đi. Em tên heo. Gặp sao chấm chao ăn. Cá mà chấm chao ăn. Không có giảm được á. Bình tĩnh. Kệ, đoàn tụ mà. Mà thấy ăn vui. Cả gia đình chỉ có khứa cá vậy trời. Cứ cá với một cái rổ rau gì. Cái này cá này là sáng mình mua hay là sao anh? Mua mấy bữa nay rồi mà nó rỗng nó còn sống rồi. Mua mấy bữa nay rồi mình ăn gì mấy bữa nay? Mấy bữa nay ăn hột vịt không ạ? À? Sao cá không ăn? Cá cắt lại. Cắt lại. Mình ăn hột vịt trước. Trời ơi. Để dành nữa. Món ngon để dành. Trời. Dành con gái về ăn. Trời ơi. Vậy là chắc biết trước. Chắc tối ngủ mơ biết trước quá. Biết trước là gái rồi. Gái chuẩn bị về. Rồi tối nay mà anh Hậu Giang thấy gì là có một cái giường vậy rồi tối vào ngủ đâu nè? Em ngủ với hai đứa nhỏ với mẹ. Anh ngủ đêm đi. Dạ. Ngủ đêm đi sáng tính tiếp. Sáng tính tiếp ha. Dạ. Cái này không có cho ngủ thiệt luôn á. Thật sự là có một cái chứ bằng cái giường thì cũng không phải là cái giường. Tại vì xây gạch gì đại dưới đất gì đó bà con, rồi lót chiếu lên nè. Đó. Cái nền gạch luôn. Nè bà con, có bao nhiêu đây thôi. Rồi còn khúc cá đuôi đó bây giờ cả nhà nhìn thôi hả? À? Con ít ăn lắm chứ mặn. Ăn vô. Nhường hoài. Nhường qua nhường lại các bạn. Không có ăn đâu, ăn chú Mạnh không có ăn. Cái này là chén là bà con gom lại nãy giờ ngừ mấy cái đúng không? Chắc nhà được 4 cái chén à. Nhà mình đủ người. Chén ăn cơm không anh? Đủ. Đủ được mấy người kìa, gái nói đủ kìa. Nó chục cái à. Được chục cái ha. Rồi. Nhìn ảnh Hiền á. Tôi quá thì ảnh Hiền. Nó thiếu đũa mà hồi đó em mua 20-30 lận. Mua sẵn cầm đũa cái gì? Để đãi khách hay gì? Lâu ngày nó gãy phải không? Mua gãy nhưng mà mọt nó ăn treo trên mấy cái dắp này nè. Mấy con mối rồi nó đục á. Đũa nó cũng đục nữa ha. Đúng rồi, tại vì cái nhà mình là nhà che tạm bợ gì nè. Cái này gió mưa một cái chắc nó hay lắm ta. Này nó làm xào xào luôn á. Cũng như cái chạy vịt vậy đó. Dạ đúng rồi, em nghĩ nãy giờ em cũng nghĩ vậy luôn á. Như cái chạy vịt vậy đó. Rồi ban ngày đi làm hết rồi ban đêm lùa vô đó ngủ. Lùa ha. Trời ơi, tôi nghe rồi. Nói chung là anh chị đây rất là chất phát với cô chú anh chị. Nhưng mà anh em đến là thấy rất là thương cho gia đình luôn. Thì tối khóa dữ à.
Rồi tối cửa có phá không anh? Đóng cửa này vô rồi đóng cửa kia là trở ngược lại. Nhà này hình như nhà này kêu bằng nhà di động hay gì á. Nè ai thiết kế? Hả? Anh thiết kế hay ai? Đâu đó em nghỉ ra làm cho vợ em ở. Vậy là anh ở rồi đó giờ vậy đó hả? Không rồi đó cái nhà cao lắm. Rồi đó cấp, cũng như cấp 4 gì đó. Cấp 4. Rồi đâu rồi? Rồi sau này cái em hạ cái xu, em đi mằng lúa. Rồi xong đầu em về cái em hạ cái xu xuống em cắt kỹ ra như trời dịch vậy. Ủa sao cái nhà kia hạ chi rồi cắt lại giống vậy? Nó dột. Hả? Nó dột. Dột mình sửa lại. Không, cái đó nó dột rồi, cái này gió quá. Nó cũng che xui xuống vậy thôi, nhưng mà nó cao hơn cái này một tí. Cao hơn tí rồi. Dạ. Cũng che cao su chứ không phải là nha. Vậy là nó cũng hơn cái này chút xíu thôi à. Vậy nè, mà em che còn bằng cái su. Cũng cao su luôn. Đó, cái này nó một cái. Thì tại đây con nói cho mấy chú rồi nghe, hồi đó là cắt cũng như nhà này vậy nè, nhưng mà nó bằng cao su. Dạ, mình nói cấp 4 cho nó sang sang vậy ha. Cái nhà cấp 4 vậy đó. Rồi dạ ăn no đi nghe, ăn no chưa? Đứng rồi đó, quay rồi. Nó còn đỡ, nó mưa, nó dột, ướt. Không ngủ đâu, chó nó tối nào qua nhà em ngủ nè, trời mưa đó. Ngủ đâu, phải qua nhà em. Đây em ngủ không sao ngủ? Giọng đâu? Đâu nhà đây dùng họ. Út là điện thoại cho con đúng không? Đó, đúng rồi. Út là to là điện thoại đúng không? Điện thoại Út con xin lỗi. Vô ngồi luôn. Út vô ngồi luôn đi Út. Út vô ngồi, Út ăn cơm luôn. Nãy giờ Út nhìn cá hoài vậy ta. Phải vô ngồi cá cho nó mát đi. Thấy ảnh cũng hiền luôn hai bán chồng. Cơm đi, bán hết cơm hai đi. Chồng thấy hiền. Con no rồi, chứ không phải con nhường đâu nha. Con cơm ít quá à. Nó cơm ít quá rồi, chắc cha nhường cho bé giàu ăn đó. Con ăn ít lắm, ngoan về là no lắm. Nước chao. Tao tao để tao gì dưới tao bưng nồi cơm lên cho mẹ ăn ngoài. Trời ơi, đấy ảnh à. Nhưng mà thấy không làm là chị cho ăn nước lạnh vô thì phải đúng không? Chàng chàng vô ăn cơm mà con. Không có gì ăn. Không nấu canh luôn mà chan nước lạnh vô ăn luôn. Chan nước lạnh chan nước mắm hả? Nước lạnh chan với tương ớt hả? Chao. Sáng rồi ăn cơm dễ thương. Ăn nó không có vô. Chắc vui quá. Mừng quá, có lẽ mừng quá. Mừng quá. Mừng quá. Nói chung là cũng vừa mừng vừa lo đúng không? Ăn không đi. Ăn cơm. Không có bỏ mứa. Ăn hết cơm đi. Vậy là tối nay vào ở lại với ba ăn đêm đi. Được cái gì sáng mình tính tiếp. Dạ. Ví dụ không có chỗ ngủ hôm qua nhờ mấy cô hàng xóm á. Dạ. Đá tốt một đêm. Dạ. Ví dụ mời đi qua bên Bến Tre anh đi với bé luôn chứ, phải không? Dạ. Gia đình mình còn có ai nữa không? Ai đi nó không? Hai ba người. Em với nó với người. Rồi, có mấy chú mà đi theo mà phải không? Xe nó chiêu xe anh em mình còn chống được mấy chỗ nè để người nhà sắp xếp à. Chút mình bàn lại đi cho hay sao đi. Dạ. Giờ ấy xe cổ có gì chốt lại điện cho hay ha. Vào để mình sắp xếp được. Ừ. Tại vì tới 5-70 người đông quá. Anh xong ăn đi anh. Ba ăn đi ba. Ba vui quá phải không? Nó no rồi. No à? Sao vậy? Sao no? Chịu không nổi đâu. Mình thấy con mình vui ha. Vui. Ừ. Vui quá no luôn. Sao con gái này nhìn chị hoài vậy hả? Thấy chị lạ hay sao? Thương chị không? Thương. Ăn cơm đi. Ăn với là gia đình cũng đã sum họp rất là vui cả nhà. Thì để ngày mai mấy anh em sẽ đưa vào đi qua bên Bến Tre để gặp con nha cả nhà. Ở cả nhà quan tâm thì cứ nhắn theo dõi Tha Tim xã chia sẻ cho mấy anh em nha. Bến Tre. Thôi thì chúc cả nhà ăn ngon miệng ha. Rồi chúc cả nhà ăn ngon miệng đi. Thôi bây giờ tụi em tắt đi để cho anh ăn ngon tí. Rồi thì mình sẽ được kết thúc cái video tại đây. Rồi chúc tất cả cô chú anh chị gia đình mình bình an, ấm áp và thành công trong cuộc sống ạ. Rồi mình xin chào và cô chú anh chị video kế tiếp.